khi trận đấu kết thúc? Thật sự cá nhân Hải cũng như là toàn đội hôm nay đã có một trận đấu rất là cố gắng và đã có cái kết quả như mình đề ra và những cái gì mà mình đã chuẩn bị và hướng tới thì mình đã đạt được ngày hôm nay, thì cá nhân Hải cũng như toàn đội cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tỷ số 4-0 có qua sức tưởng tượng của Hải và đồng đội không? Hải nghĩ là nếu mà đội tuyển U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất và tôn trọng đối thủ cũng như là thể hiện đúng cái khả năng của mỗi vai trò của cầu thủ thì Hải nghĩ là tỷ số 4-0 không có gì bất ngờ cả. Trước trận đấu thì Hải và đồng đội có gặp nhiều áp lực không khi chúng ta thắng Indonesia với tỷ số 1-0? Thật sự thì cá nhân Hải cũng như toàn đội có gặp chút áp lực. Nhưng mà có rất là nhiều ngày hôm nay phải cảm ơn tất cả những cổ động viên đã đến sân cổ vũ cũng như là cổ vũ qua truyền hình đã ủng hộ đội tuyển. Đấy là cái động lực để cá nhân Hải cũng như là toàn đội có được một cái lực thi đấu rất là tốt và có được kết quả để dành tặng tất cả mọi người hôm nay. Hải có thể tiết lộ một chút trước trận đấu thì thầy Park nói gì với đồng đội? Thật sự là thầy Park là một người đã truyền rất là nhiều cảm hứng cũng như là sự tự tin cho các cầu thủ. Và ông luôn muốn cầu thủ thể hiện đúng khả năng cũng như là những gì mình đã chuẩn bị ở trước mỗi giải đấu. Thì ngày hôm